Bèo 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 bèo. Wow, cú sút bằng chân trái, trái phá của Tô Quen. Hello anh em, nay lại có một trận banh nữa với mấy anh em Hades ở đàn đá trong sân. Hình như là đang hòa. Nay đá có cả Lê Duy Minh chủ sân, Đinh Thành tiên tiên, Thánh Vika, Hùng Xù, Thánh Bê đang thay đổi bên kia, Cá Trình. Đó, thì mấy anh em trong kia. Đối thủ là mấy anh em bên trường Đạo Phan Lan. Này là cựu sinh viên thì phải. Đó, cũng quen vài anh em bên đó. Thì ok, cũng chuẩn bị rồi, thay đồ xong. Và cũng không quên băng gói ha anh em ha. Rồi thì xem nha. 1-1. Ừ, đồng quá. Pha dập kê cũng khá đau ấy. Ừ, Đinh Thành này đá như pivô rồi trời. Ây da. Ây da, trời ơi. Hơi nặng, hơi nặng. Thánh Vika đã trở lại sau một khoảng thời gian dài mổ gói. Pha cản phá rất tốt của Hùng Xù. Đinh Thành nãy giờ đá cao dưới ta. Nay Đinh Thành mang giày mới nha, Mercurial, giống giày của Khánh Bèo. Đợt Khánh Bèo mang hai đôi, một đôi màu đỏ, đôi màu xanh á. Còn đây là đôi màu xanh nè nha. Anh em nào muốn mua đôi giày này thì link cho phần mô tả nha. Trời ơi, giày mới skill dữ dội dữ ta. Hết cây. Chân trái. Quá dữ, quá dữ. Tên tên tên. Chân bộ hả? Hay quá. Nơi. Mẹ đá đi ông rồi cống thôi tao đảm với nha. Ôi. Ô, ha băng trời. Pha này chạm tay rồi, mà về nhà mình xem lại mới thấy. Nói cho vui thôi chứ giờ đâu làm được gì nữa đâu. Gối sau lưng, gối sau lưng. Tiếp, tiếp, tiếp. Sorry, sorry. Pha này thấy sút là phải núp liền, chứ mà đưa mặt ra thì toàn cái camera mất. Mình hơi nhẹ. Được đại gì đâu. Giỡn hoài. Hai hôm này quen nhau nên giỡn á.
Nghe nói hồi xưa học cùng trường và nhậu cùng bàn. Bèo. Lên 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 lên. Kệ gì? Nè gì 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 gì. Ai da. Thả lên đi. Hơi trộn. Bèo 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 bèo. Oh, vậy dễ thương quá. Đây là huyền thoại luôn. Đứng thành. Sâu 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 sâu. Trời. Ây da. Dễ theo luôn gì? Và Tân Owen đã vào đá rồi, nhưng mặc bộ đồ hơi khó chịu nhỉ? Chạy chơi rồi, em. Từ từ thành ai dạ. Ôi lộn người. Mặc đồ nhìn lộn luôn. Lộn bên kia. Cởi áo quen ơi, nhìn ra. Thank you.
Đóng cửa ra cái, nó cầm vô. Vô trúng cái cửa chết luôn. Đói đói luôn. Đói thằng ơi. Đây là Tân Owen đã trở lại với đội Hades. Chưa có áo đội nên thành ra giờ đá cởi trần luôn. Vừa thua một trái. Yeah, cơ hội. Cả trình. Qua hai người. Hết biên luôn. Cú sút bằng chân trái, trái phá của Tơ Quen. Quen vừa mới sinh nhật 28 tuổi cách đây ngày nha. Wow, 28 tuổi. Nhưng mà mình tưởng mới 14 tuổi. Tính nó 18 nhưng mà tình hình là nãy cũng vô mấy trái banh, giờ hơi đau đau ở đây, chắc dập ghê cái ống quyển vô ống quyển của bên đó nên giờ nó hơi thốn thốn này. Pha qua người rất hay của Cá Trình. Ba đánh không được, phải góc rồi. Cú dứt điểm cận thành của Thanh Long. Tưởng chích mũi chứ. Và giật gót của Khánh Bèo nhưng không vào. Gì vậy Minh? Tin em biên à? Dích dọc biên. Và phản công cho và nước rút rất nặng nề. Không vào. Bèo. Ây da. Ooh!
Thôi bé ơi, hết tin rồi. Thôi bèo. Hợp tiền rồi. Tên. À, chị có bóng hay không vậy? Chụp lại á. Xích. Vô mà. Tích. Thông tin ơi. Lấy tiền, góp được anh. Mặt bánh thua. Tên. Tóc bèo. Xấu quá. Ôi. Sao sao? Sao sao? Ok. Dạ dạ dạ. Chân. Vậy là xong một trận đấu nữa của mình với mấy em Hades, Bình Thành, Thánh Bêu. Nay có Messi lên nữa, hỏi thăm chấn thương của Messi. Thấy cũng lo lo, hy vọng là Messi sớm bình phục ha. Anh em gửi lời chúc cho Messi sớm bình phục nha. Nha, nhớ comment gửi chúc cho Messi dưới comment dưới đây nha. Rồi, nếu anh em thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh, đón chờ các clip của thì thời gian sắp tới nha. Và mình vẫn sẽ ok tiếp tục chơi những trận banh mà chắc sẽ không chơi được những cái trận đấu tốc độ quá cao đâu. Mình sẽ cố gắng đá tốt nhất có thể cho anh em xem. Rồi,
like rồi nha. Bye bye.